Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay quy tụ 6 đội đua quốc tế và rất nhiều cô rơ nước ngoài. Điều này góp phần tăng thêm chất lượng cũng như tính cạnh tranh cho giải đấu. Nhưng theo chiều ngược lại thì cũng có những tay đua trong nước đầu quân cho các đội đua quốc tế nhằm giúp các đội đua này hiểu thêm về những cung đường và những thử thách tại Việt Nam. Cô rơ Sa Văn Thắng đang đầu quân cho một đội đua Nhật Bản là ví dụ điển hình. Tôi là Sa Văn Thắng, là vận động viên đội Bonacino Nhật Bản. Năm 2012, em đã tập xe đạp cho đội Hà Nội. Một người huấn luyện viên bên Nhật Bản đã sang tuyển vận động viên trẻ đội xe đạp Hà Nội. Và em ngày xưa là được người huấn luyện viên đấy chọn. Thì đội xe đạp Nhật Bản đã sang bên Việt Nam thi đấu. Thì em đã thi đấu cho đội Bonacino được 2 giải. Khi thi đấu cho đội Nhật Bản thì em giúp cho đội hiểu được cách đua ở Việt Nam với chiến thuật đua ở Việt Nam nó khác. Cách đua ở Việt Nam thì có nhiều chiến thuật. Có thể nói là đi thi đấu cho đội Bonacino Nhật Bản thì em cũng học hỏi được rất là nhiều, như cách sinh hoạt thường ngày với cách ăn uống, với tập luyện, với giáo án rất là chuyên nghiệp.